Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau: cách chọn tuổi Xung Đất Tết Canh Tý 2020 giúp gia chủ phát tài thân lộc. Xung Đất là một nét đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết Canh Tý cũng đã sắp đến rồi, và chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách chọn tuổi Xung Đất tốt cho nhà mình sau đây. Từ xưa đến nay thì ông cha ta có cái quan niệm rằng nếu người khách đến thăm nhà đầu tiên hay được gọi là người Xung Đất ấy, và nếu hợp tuổi thì cả năm đó gia chủ sẽ được may mắn và thành công trong nhiều chuyện. Chính vì thế mà mỗi nhà đều cố gắng lựa chọn người Xung Đất hợp tuổi của mình nhất. Rồi dưới đây là có hai cái cách phổ biến nhất là chọn người hợp tuổi và chọn người hợp với mệnh. Ở đây chúng ta sẽ cùng tham khảo. Thứ nhất là chọn tuổi Xung Đất năm 2020 theo 12 con giáp. Nếu chủ nhà là tuổi Tý thì chọn người tuổi Thân Thìn, tức là ở đây gọi là tam hợp, tuổi Sửu là nhị hợp. Còn chủ nhà mà tuổi Sửu thì chọn người tuổi Tỵ, Dậu, Tý. Còn người chủ nhà tuổi Dần thì nên chọn người tuổi Ngọ, Tuất, Hợi. Còn chủ nhà tuổi Mão thì chọn người tuổi Mùi, Hợi và Tuất. Chủ nhà tuổi Thìn thì chọn người tuổi Tý, Thân, Dậu. Còn chủ nhà tuổi Tỵ thì chọn người tuổi Sửu, Dậu và Thân. Chủ nhà tuổi Ngọ thì chọn người tuổi Dần, Tuất, Mùi. Chủ nhà tuổi Mùi thì chọn người tuổi Mẹo, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Còn chủ nhà tuổi Thân thì chọn người tuổi Tý, Thìn và Tỵ. Chủ nhà tuổi Dậu thì chọn người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn. Chủ nhà tuổi Tuất thì chọn người tuổi Dần, Ngọ, Mão. Còn chủ nhà tuổi Hợi thì chọn người tuổi Mão, Mùi và Dần. Còn cái cách thứ hai là chọn người Xung Đất đầu năm phù hợp theo mệnh của mình. Nếu chủ nhà mà mệnh Kim thì nên chọn người mệnh Thổ, Thủy, Kim. Còn chủ nhà mệnh Mộc thì nên chọn người mệnh Thủy, Hỏa và Mộc. Còn chủ nhà mệnh Thủy thì nên chọn người mệnh Kim, Mộc, Thủy. Còn chủ nhà mệnh Hỏa thì nên chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hỏa. Còn chủ nhà mệnh Thổ thì nên chọn người mệnh Hỏa, Kim, Thổ. Thì ngoài xem hợp tuổi hay hợp mệnh với gia chủ, ông bà ta thường có những cái kiêng kỵ khác khi mà chọn người Xung Đất, như là phải là những người trong năm làm việc thuận lợi, có vết tốt, không gặp phải các cái bê bối rắc rối về đời sống, người không phải chịu tang, ốm đau hay là tranh chấp. Lưu ý là người đi Xung Đất sẽ phải kiêng mặc đồ trắng hoặc đen, kiêng thuê người để xông nhà. Nếu khách tới xông nhà là hai vợ chồng thì người chồng nên bước vào trước. Và mong rằng thì qua cái video này các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến Xung Đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.